Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề rất là thú vị, đó là thành công thực sự trong cuộc sống qua câu gốc Châm ngôn chương 21 câu 21. Lời Chúa chép rằng: người nào đeo đuổi sự công chính và nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công chính và tôn trọng. Thành công có nghĩa là gì? Nếu bạn nhìn ra thế giới xung quanh mình, bạn sẽ tìm thấy nhiều định nghĩa về thành công. Một số người định nghĩa thành công bằng thành tích của họ, trong khi những người khác định nghĩa thành công bằng số tiền họ đã kiếm được. Mặc dù đây có thể là những định nghĩa hợp lý, nhưng đây không phải là cách Kinh Thánh định nghĩa thành công. Lời Đức Chúa Trời nói về sự thành công liên quan đến đời sống của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Một phần của cuộc sống thành công là sống với sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan thực sự được tìm thấy trong Kinh Thánh. Tác giả Châm ngôn rất rõ ràng rằng thành công thực sự đến với việc sống một đời sống công bình và yêu thương trước mặt Đức Chúa Trời. Sự công bình chỉ đơn giản là sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời bằng cách tìm cách học hỏi lối sống mà Đức Chúa Trời dự định cho chúng ta sống. Chúng ta có thể làm điều này thông qua việc đọc Kinh Thánh, đưa ra quyết định theo lời Ngài và phát triển mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Trong khi sự công bình xác định cách chúng ta sống trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, thì tình yêu thương xác định cách chúng ta nên sống trong mối quan hệ với nhau. Khi chúng ta khích lệ lẫn nhau, giúp đỡ người khác hoặc nói với mọi người về những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ, chúng ta bày tỏ tình yêu thương với họ, mọi người, và chúng ta sống theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thành công theo Kinh Thánh đến từ việc theo đuổi mối quan hệ với Đức Chúa Trời và yêu thương người khác từ mối quan hệ tràn đầy của chúng ta với Ngài. Hãy xem xét cuộc sống của chính bạn và bạn dành bao nhiêu thời gian trong ngày để theo đuổi thành công theo cách của Đức Chúa Trời. Hãy dành thì giờ với Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và sau đó viết ra một số cách bạn có thể sống theo sự công bình và tình yêu thương của Ngài. Amen. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm làm thế nào bạn có thể bước đi trong sự công bình của Đức Chúa Trời ngày nay. 1. Tôi có thể phục vụ ai đó trong cộng đồng của mình. 2. Tôi có thể bày tỏ lòng nhân từ với ai đó. 3. Tôi có thể tha thứ cho người đã xúc phạm tôi. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, Ngài phán rằng bất cứ ai theo đuổi cuộc sống công bình sẽ tìm được sự sống, sự thịnh vượng và tôn trọng. Chúng con biết ơn rằng việc vâng lời Ngài có thể dẫn đến một cuộc sống dư dật, nhưng trong những khoảnh khắc khi vâng lời Ngài khiến chúng con cảm thấy cô đơn, bị tổn thương hoặc không được tôn trọng, xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để giữ vững niềm hy vọng của Ngài cho tương lai của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài học Kinh Thánh ngày hôm nay. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.